trở lại chương trình của tin tức Hoa Kỳ. Một tin vui cho Tổng thống Trump đến từ tiểu bang Minnesota khi chính thức cái tiểu bang này dismiss cái case, để bác bỏ cái vụ kiện để loại ông Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, những người khởi kiện có thể khởi kiện cái vụ này liên quan đến cuộc tổng tuyển cử cho 2024. Tòa án tối cao Minnesota đã bác bỏ cái đơn kiện nhằm tìm cách để loại Tổng thống Trump khỏi một cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang này hôm thứ Tư, sau khi nghe tranh luận về liệu họ có nên thụ lý cái vụ việc này hay không. Trong một ý kiến và lệnh ngắn gọn được viết bởi chánh án tòa án tối cao Minnesota Natalie Hudson, các thẩm phán cho biết trong cái đơn thỉnh cầu đã bị bác bỏ và không bị ảnh hưởng gì. Cái tự do ngôn luận cho người dân, một nhóm theo cái chủ nghĩa tự do, cái nhóm này rất là đạo đức giả, đã thay mặt 8 cử tri của địa phương khởi kiện, cho rằng việc đồng lý đưa ông Trump vào cái lá phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ là sai sót. Theo ý kiến thì chánh án Hudson cho biết không có sai sót nào để sửa ở đây đối với cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống nếu tên của ông Trump được đưa vào lá phiếu. Sơ bộ tổng thống sau khi chủ tịch đảng Cộng hòa Minnesota đã cung cấp tên ông cho bộ trưởng tức động lý của tiểu bang, Secretary là thư ký của tiểu bang. Bà biết là bởi vì không có sai sót nào cần sửa ở đây đối với cuộc bầu cử sơ bộ của tổng thống và những khiếu nại khác của những người kiến nghị liên quan đến cuộc tổng tuyển cử vẫn chưa chín mùi, nên đơn thỉnh cầu phải bị bác bỏ. Bà nói trên việc bác bỏ này không ngăn ngừa những người khởi kiện một lần nữa liên quan đến cuộc tổng tuyển cử cho 2024. Trong một cái phiên điều trần vào ngày 2 tháng 11, thẩm phán có vẻ hoài nghi lập luận của người khởi kiện, lưu ý rằng điều đó sẽ trao cho thư ký một cái quyền lực lớn nếu những người khởi kiện lập luận họ có quyền quyết định bỏ ai và là không bỏ vào hay là bỏ ra cái lá phiếu. Ngoại trưởng Steve Simon đã từ chối đưa ra các lập luận trên cái cơ sở và chỉ nói rằng ông không đồng ý có thẩm quyền xác định với tư cách hợp lệ và tuân thủ theo quy định của tòa án. Trong ý kiến thì chánh án Hudson viết rằng là việc cho phép Tổng thống Trump xuất hiện trên lá phiếu của đảng Cộng hòa của tiểu bang, ông đáp ứng là thủ tục đúng theo cái luật của tiểu bang. Bà biết là không có quy chế nào của tiểu bang để cấm một cái đảng phái chính trị lớn đưa cái lá phiếu sơ bộ để đề cử tổng thống hoặc cử đại biểu đến đại hội toàn quốc để ủng hộ ứng cử viên mà không có đủ điều kiện giữ cái chức vụ. Đây là cuộc bầu cử nội bộ đảng nhằm với mục đích nội bộ đảng. Cái bản kiến nghị lập luận rằng trong mục 3 của tòa chính án thứ 14 thì Tổng thống Trump không đủ tư cách giữ cái chức vụ dân cử nữa vì ông đã tham gia vào một cuộc nổi dậy. Những cái thách thức tương tự được đưa ra trong một số tiểu bang khác. Với hầu hết các tòa án đều phán quyết tương tự Minnesota trong việc bác bỏ cái vụ kiện. Một số lưu ý rằng họ không có thẩm quyền đối với vấn đề này. Trong khi thẩm phán Minnesota cũng đặt ra liệu cái câu hỏi thận trọng khi biết khi tiếp nhận cái vụ án này hay không. Tương tự thì một số tiểu bang khác và những thư ký tiểu bang họ cũng đang đối mặt, mà đặc biệt hơn là vụ án tại Michigan và vụ án Colorado. Tòa thượng thẩm quận Colorado sẽ ra phán quyết cái vụ việc vào cuối tuần tới. Nhưng mà không sao cả, đây là cuộc bầu cử sơ bộ. Còn nếu ông Trump không có trong cái lá phiếu thì quý vị có được quyền viết tên của ông Trump vào cái lá phiếu. Và đó là tin tức Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại trong chương trình tin tức tiếp theo.